Xin kính chào quý thầy giáo, cô giáo, quý bậc phụ huynh và toàn thể các em học sinh thân mến. Chào mừng mọi người đến với chương trình phát thanh Măng Non của Liên đội Trường Tiểu học Cửa Tùng. Trong chương trình phát thanh hôm nay, Liên đội xin kính mời quý thầy giáo, cô giáo, quý bậc phụ huynh cùng toàn thể các em theo dõi bài tuyên truyền kỷ niệm 73 năm Ngày Truyền thống Học sinh Sinh viên Việt Nam. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sử Ngày Truyền thống Sinh viên Việt Nam mùng 9 tháng 1 năm 1950. Sau ngày toàn quốc kháng chiến, ngày 19 tháng 12 năm 1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên chống thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ nền Cộng hòa còn non trẻ. Từ giữa năm 1949 đến đầu năm 1950, phong trào đấu tranh của thanh niên học sinh, sinh viên chống chủ nghĩa thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ, chống độc lập giả hiệu, chống khủng bố, đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, đòi được học tiếng mẹ đẻ đã diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp hai miền Nam Bắc. Ngày 9 tháng 1 năm 1950, Đoàn Thanh niên Cứu Quốc và Đoàn Học sinh Sài Gòn, Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên từ các trường Pháp, Việt tại Sài Gòn như Gia Long, Huỳnh Khương Ninh, Việt Nam Học Đường, Lê Bá Cang, Nguyễn Văn Khuê, Mỹ thuật Gia Định, Trường Pháp Lý hay Y Dược, cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn, Chợ Lớn, biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt, trong đó có ban lãnh đạo học sinh cứu quốc Sài Gòn. Đoàn biểu tình kéo đến nha học chính và dinh thủ hiến Bù Nhìn đưa đơn thỉnh nguyện. Bọn cảnh sát và lính đã đàn áp dã man đoàn biểu tình. Thái độ đó đã làm đám đông phẫn nộ và bùng nổ cuộc xung đột. Những người biểu tình dùng mọi vũ khí có trong tay chống trả quyết liệt với lính Pháp, lính Âu Phi và cảnh sát Bình Xuyên. Nhiều em học sinh ngã gục trước sự đàn áp dã man. Trần Văn Ơn, người thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của học sinh, sinh viên. Sau khi đã dũng cảm hứng chịu những xô đẩy và rủi cui để che chở cho các em học sinh nhỏ tuổi hơn, anh đã bị trúng đạn. Anh hy sinh vào lúc 15 giờ 30 phút chiều ngày 9 tháng 1 năm 1950 khi chưa tròn 19 tuổi. Thi thể anh Trần Văn Ơn được đưa về bệnh viện Chợ Rẫy, được lực lượng học sinh cùng các y bác sĩ, công nhân ở bệnh viện túc trực canh bảo vệ không cho bọn địch phi tang. Tin Trần Văn Ơn mất đã ngay lập tức gây náo động trong giới học sinh sinh viên Sài Gòn, trở thành tâm điểm và đồng loạt các tờ báo lớn ở Sài Gòn đã đưa tin. Tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 1 năm 1950, đám tang anh Trần Văn Ơn đã biến thành cuộc biểu tình thị uy của trên 5 vạn người đứng trên các hẻ phố tiễn đưa anh. Trước linh cữu anh là hương án có hai câu viết bằng máu học sinh: chết vì tổ quốc, chết mà vẫn sống, sống kiếp Việt gian, ô nhục muôn đời. Lễ tang Trần Văn Ơn cũng đã được cử hành trên khắp các tỉnh trong cả nước. Hàng triệu lượt học sinh, sinh viên và đồng bào các giới đã đeo băng tang truy điệu với lòng thương tiếc và xuống đường tuần hành bày tỏ ý chí căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai. Trong số đó, điếu văn của đại biểu học sinh, sinh viên có đoạn: chúng ta sẽ không bao giờ quên được ngày 9 tháng 1, ngày mà anh Ơn và các bạn học sinh, sinh viên đã vui lòng đem xương máu, sinh mạng của mình đổi lấy tự do cho các bạn bị giam cầm, tinh thần Trần Văn Ơn bất diệt. Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội Toàn quốc Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất vào tháng 2 năm 1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 hàng năm là ngày truyền thống học sinh sinh viên. Đại hội đại biểu Toàn quốc Sinh viên Việt Nam lần thứ 5 diễn ra ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 1993 tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam. Trải qua 71 năm thành lập,
các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy những truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng. Đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó với chế độ xã hội Cộng hòa, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc và Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về đoàn, về hội. Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao, truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân. Không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn. Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ học sinh, sinh viên Việt Nam đã không ngừng phấn đấu, học hỏi, phát huy sức trẻ, sự năng động, sáng tạo, đạt nhiều thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Chương trình phát thanh Mang Non chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên của Liên đội Trường Tiểu học Cửa Tùng đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!